Thưa quý vị, dự báo dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, lượng khách đến Đà Nẵng sẽ tăng, chủ yếu là khách lẻ và khách gia đình. Bên cạnh đó thì xu hướng đi du lịch của nhóm khách này là đặt dịch vụ sát ngày nghỉ lễ, nên các đơn vị lữ hành cũng đã chủ động chuẩn bị các dịch vụ để phục vụ khách được tốt nhất. Dự kiến tổng lượng khách tham quan trải nghiệm tại các khu điểm du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm nay tăng khoảng 38% so với năm 2019. Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, Sở Du lịch Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm các quy định về niêm yết giá cũng như tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm trong phục vụ khách. Theo ghi nhận, dù các hoạt động văn hóa du lịch dịp lễ diễn ra khá sôi động, nhưng các đơn vị cung ứng dịch vụ đều cố gắng giữ mức giá tốt nhất để phục vụ người dân, du khách. Hầu như doanh nghiệp lữ hành cũng phải làm sao có một cái thỏa thuận với các cái doanh nghiệp cung ứng. Chúng ta làm sao chúng ta hạn chế cái mức tối đa về cái vấn đề tăng giá đột xuất. Tránh điều chỉnh giá quá cao dẫn đến ảnh hưởng tới hình ảnh điểm đến của thành phố Đà Nẵng. Và chúng ta tạo ra những cái giá tốt để cho níu chân du khách. Đối với các khu điểm tham quan du lịch, các cơ sở kinh doanh lưu trú, các đơn vị đều đảm bảo quy định về phòng chống dịch cũng như sẵn sàng đội ngũ nhân lực phục vụ khách. Chúng tôi đã có sẵn những cơ sở vật chất tốt, nguồn nhân lực tốt để phục vụ cho du khách. Thị trường nội địa đã phát triển một cách tích cực. Các khách sạn hiện nay là cũng có cái tỷ lệ kín phòng từ 60 đến 80%. Bên cạnh lượng khách đến Đà Nẵng dịp lễ, người dân cũng có xu hướng chọn các gói trải nghiệm du lịch tại chỗ cùng gia đình tại thành phố. Vì vậy, các khu điểm du lịch dự kiến sẽ vận hút khách địa phương trong những ngày nghỉ sắp đến. Thanh tra Sở Du lịch phối hợp với các lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm tra các điều kiện phục vụ khách, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi chèo kéo, tăng giá bất hợp lý, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố Đà Nẵng.